Trong cái quá trình mà các bạn trình bày thì thầy đề nghị các bạn bật camera lên nhé. Người trình bày ấy, người trình bày thì các bạn bật camera lên để cho các bạn theo dõi. Thầy muốn vừa nghe cái âm thanh của các bạn trình bày, vừa xem cái muốn xem cái cảm xúc của các bạn khi các bạn trình bày. Bây giờ chúng ta sẽ cả lớp chúng ta sẽ lắng nghe phần báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm bạn Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc. Xin mời bạn Thanh Trúc bắt đầu công việc của mình. Dạ, sau đây nhóm em xin được phép bắt đầu bài báo cáo của nhóm ạ. Và bạn đầu tiên trình bày là bạn Vũ Quỳnh Thương ạ. Dạ thầy ơi, em xin phép là không bật cam nha thầy. Tại bên cam em bật không được Rồi, ok. ạ. Dạ thưa thầy và các bạn, em xin bắt đầu bài thuyết trình của nhóm ạ. Nhóm ý tụi em gồm có 10 thành viên và chủ đề của nhóm là so sánh sự giống nhau, khác nhau giữa hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines với các hãng hàng không tư nhân nội địa khác trong việc cung cấp dịch vụ vận tải hàng không tại Việt Nam hiện nay. Đối với chủ đề này thì nhóm em chọn đối tượng so sánh cụ thể là hai hãng hàng không Việt Nam Airlines và Vietjet Airlines. Phần đầu tiên là giới thiệu về hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines. Tên giao dịch tiếng Anh là Việt Nam Airlines, là hãng hàng không quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là thành phần nòng cốt của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Tại thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2016, tỷ lệ vốn nhà nước tại Việt Nam Airlines là 86,19%. All Nippon Airways nắm giữ 8,77%. Hãng nằm dưới sự quản lý của một hội đồng quản trị có từ 5 đến 9 người với nhiệm kỳ 5 năm, có các đường bay đến khu vực Đông Nam Á, Đông Á, châu Âu và châu Đại Dương. Hiện đang khai thác hơn 50 đường bay thường lệ với tổng cộng hơn 360 chuyến bay mỗi ngày. Trụ sở chính đặt tại sân bay quốc tế Nội Bài. Lịch sử của hãng hàng không quốc gia Việt Nam bắt đầu từ tháng Giêng năm 1956 khi Cục Hàng không Dân dụng được chính phủ thành lập, đánh dấu sự ra đời của ngành hàng không dân dụng ở Việt Nam. Vào thời điểm đó thì đội bay còn rất là nhỏ, với vỏn vẹn lên 5 chiếc máy bay cánh quạt AL-14, AN-2, Aero-45, chuyến bay nội địa đầu tiên khai trương vào tháng 9 năm 1956. Giai đoạn năm 1976 năm 1980 đánh dấu việc mở rộng và khai thác hiệu quả nhiều chuyến bay quốc tế đến các nước châu Á như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore. Vào cuối giai đoạn này, hãng hàng không dân dụng Việt Nam trở thành thành viên tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Tháng 4 năm 1993, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines chính thức hình thành với tư cách là một đơn vị kinh doanh vận tải hàng không có quy mô lớn của nhà nước. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1995, Tổng công ty Hàng không Việt Nam được thành lập trên cơ sở liên kết 20 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng không, lấy Việt Nam Airlines làm nòng cốt. Tiếp theo là bộ máy quản lý của Việt Nam Airlines thì bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng chức năng. Đầu tiên là Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Việt Nam Airlines, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoạt động thông qua các cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản. Ban kiểm soát là cơ quan do đại hội đồng cổ đông bầu ra thay mặt các cổ đông để kiểm soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Việt Nam Airlines. Thực trạng tài chính của Việt Nam Airlines là chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý ở Việt Nam Airlines có toàn quyền nhân danh Việt Nam Airlines để quyết định thực hiện và quyền và nghĩa vụ của Việt Nam Airlines không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tổng giám đốc là người đại diện cho pháp luật của Việt Nam Airlines, là người điều hành của hoạt động hàng ngày của Việt Nam Airlines. Còn các phòng chức năng
Các ủy ban giúp việc của hội đồng quản trị do hội đồng quản trị thành lập bao gồm ủy ban chiến lược và đầu tư, ủy ban nhân sự và tiền lương, ủy ban kiểm toán nội bộ và các ủy ban làm việc theo mô hình kiểm nghiệm. Các ban chuyên môn của tổng công ty theo chức năng thực hiện nhiệm vụ và giúp việc cho các ủy ban do hội đồng quản trị thành lập. Bộ máy giúp việc chung do hội đồng quản trị và tổng giám đốc là các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, văn phòng, các ban chuyên môn, nghiệp vụ và các cơ quan tương đương của tổng công ty có chức năng tham mưu giúp việc cho hội đồng quản trị và tổng giám đốc trong quản lý điều hành công việc. Cơ cấu tổ chức của bộ máy hoạt động của Vietnam Airlines bao gồm trụ sở chính đặt tại ở Hà Nội với 16 ban chuyên môn, 33 chi nhánh, văn phòng tại đại diện nước ngoài, 14 đơn vị trực thuộc cho trong nước. Ngoài ra, Vietnam Airlines còn góp phần đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết. Phần tiếp theo em xin mời bạn Hoài Trang tiếp tục bài thuyết trình ạ. Dạ thầy ơi, thầy cho em xin phép hỏi mở cam nha thầy, tại vì em thuyết trình bằng điện thoại thầy. Dạ, nên em sẽ tiếp tục. Dạ, em sẽ tiếp tục phần tiếp trình của mình là phần của em là hãng hàng không Vietjet Airlines. Hãng hàng không Vietjet còn tên gọi giao dịch tiếng Anh là Vietjet Airlines thuộc công ty cổ phần hàng không Vietjet, được thành lập từ ba cổ đông chính là tập đoàn TSB, Soviet Holding và HD Bank. Hãng được Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam phê duyệt cấp giấy phép vào tháng 11 năm 2007 và là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Ngày 20 tháng 12 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã trao giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietjet Airlines. Năm 2011, Vietjet Airlines được chính thức đi vào hoạt động và khai thác chuyến bay đầu tiên. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế với chứng nhận an toàn khai thác IOSA. Văn hóa an toàn là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp Vietjet, được quán triệt từ lãnh đạo đến mỗi nhân viên trên toàn hệ thống. Vietjet Airlines là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo quy mô theo mô hình hàng không thế hệ mới, chi phí thấp và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Hãng không chỉ vận chuyển hàng không mà còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cho các khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến. Bộ máy quản lý của Vietjet Airlines, công ty sẽ được một hệ thống quản lý mà theo đó là bộ máy quản lý dưới sự lãnh đạo của hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm dưới đại hội đồng cổ đông và về kết quả quản trị điều hành công ty. Công ty có một tổng giám đốc điều hành và các phó tổng giám đốc, một giám đốc tài chính, một kế toán trưởng do hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm bằng một nghị quyết thông qua đúng quy định pháp luật. Giám đốc điều hành và các phó giám đốc có thể đồng hành đồng thời là thành viên của hội đồng quản trị. Ngoài ra còn có các đơn vị chuyên môn phụ trách những nhiệm vụ nhất định. Hay là tiếp theo là phần thuyết trình của bạn Ngọc Trinh ạ. Dạ thầy ơi, xin lỗi thầy và cả lớp cho em đính chính một xíu là khi nãy bạn bạn Hoài Trang đọc nhầm cái tên giao dịch tiếng Anh của Vietjet đó là Vietjet Air không phải là Vietjet Airlines à. Em đính chính lại cho mọi người không có hiểu lầm. Dạ em xin phép tiếp tục phần thuyết trình của nhóm. Rồi, ok. Dạ em xin được tiếp tục trình bày ở phần so sánh giữa Vietnam Airlines và Vietjet Air. Đầu tiên là về sự giống nhau, thì về lĩnh vực phạm vi hoạt động là đều cung cấp dịch vụ vận tải hàng không, dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, kho hàng hóa, giao nhận hàng hóa. Phạm vi hoạt động được áp dụng trong hoạt động hàng không dân dụng tại các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam. Đồng thời, dịch vụ vận tải hàng không còn được áp dụng đối với các hoạt động vận chuyển hàng không trong và ngoài nước. Và phần tiếp theo đó là sự tuân thủ các quy định của pháp luật là đều chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là Bộ Giao thông Vận tải. Cả hai hãng hàng không đều phải tuân theo các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam 2006. Đều phải đảm bảo được mức độ an toàn bay theo quy định của pháp luật hiện hành. Về các dịch vụ cơ bản và tiện ích,
thì cả hai đều cung cấp các dịch vụ bay cơ bản như là bay nội địa và bay quốc tế. Cả hai hãng đều có các dịch vụ tiện ích cơ bản đi kèm nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất như là phục vụ xuất ăn, ký gửi hành lý, hỗ trợ xe lăn cho khách hàng tàn tật. Về phát triển đội ngũ nhân sự thì đều có những cái chương trình huấn luyện nhân viên và có trung tâm huấn luyện riêng để đảm bảo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Nhân viên đều được huấn luyện kỹ càng và các kỹ năng nghiệp vụ để có thể phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất. Cuối cùng đó là cơ sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật. Thì mỗi hãng đều có đội ngũ máy bay. Đây là phương tiện chính và quan trọng nhất đối với dịch vụ vận tải hàng không. Bên cạnh đó thì cả hai hãng đều có trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất thiết yếu như là phòng chờ, thiết bị xếp dỡ, vận chuyển hành lý, hàng hóa, cân hành lý, vân vân để phục vụ khách hàng. Cả hai hãng hàng không đều có hình thức bán vé thông qua cổng thông tin trực tuyến nhằm tạo sự tiện lợi nhất có thể cho khách hàng trong hoạt động đặt vé máy bay. Về phần khác nhau thì em xin mời bạn Uyên Trầm trình bày. Dạ, em xin tiếp tục phần thuyết trình của em là về phần khác nhau của Vietnam Airlines và Vietjet Air. Thì về sứ mệnh, Vietnam Airlines tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển thành đạt cho người lao động. Kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo lợi ích bền vững cho cổ đông. Về Vietjet Air thì khai thác và phát triển được mạng đường bay rộng khắp nước, khắp trong nước, khu vực và quốc tế, mang đến sự đột phá trong dịch vụ hàng không, làm cho dịch vụ hàng không trở thành phương tiện di chuyển phổ biến. Ở Việt Nam và quốc tế, mang lại niềm vui và sự hài lòng cho khách hàng bằng dịch vụ vượt trội, sang trọng và nụ cười thân thiện. Tiếp theo là về phần tầm nhìn của Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không hàng đầu của châu Á, là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, được khách hàng tin yêu và lựa chọn, cung cấp các dịch vụ đa dạng, chất lượng, đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng, là hãng hàng không trong quốc gia, lực lượng vận tải chủ lực. Về Vietjet Air thì trở thành một tập đoàn hàng không đa quốc gia có mạng bay rộng khắp khu vực và thế giới, phát triển không chỉ là dịch vụ hàng không mà còn cung cấp hàng tiêu dùng trên nền tảng thương mại điện tử.